Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lấy lời khai Huỳnh Văn Được, 29 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An để làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Được khai nhận hành vi phạm tội. Được không có nơi ở ổn định, có tiền sử nghiện ma túy đá, bài bạc. Rạng sáng ngày 25 tháng 3, Được thủ dao trong người đến quán cà phê trên quốc lộ 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh nhằm cướp tài sản. Sau khi uống cà phê, thấy quán vắng khách, Được cầm dao khống chế chị H, 30 tuổi, quê tại Bạc Liêu. Nạn nhân chống cự quyết liệt và chi hô thì hung thủ tấn công nhiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Được lục tìm tài sản lấy khoảng 600.000 đồng và một chiếc điện thoại của nạn nhân rồi phủ chăn châm lửa đốt xác để xóa dấu vết. Đến sáng cùng ngày, người dân tới quán thì phát hiện thi thể của chị H. Sau khi gây án, Được lẩn trốn nhiều nơi. Đến tối ngày 31 tháng 3, nghi phạm bị bắt khi đang ở bến xe miền Tây. Nghi phạm không hề quen biết hay có mối quan hệ gì với nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.